Mai Tàn Phương Trần ra vạn trình, còn trời thở giấc điệp, anh muốn trút bỏ tất cả. Nhưng muộn rồi, những ngày qua sẽ không đến đây. Tại anh không tìm được. Làm sao mà tìm đến được, khi anh chỉ sống xui dụi lén lút, trốn tránh trong bao nhiêu năm, rốt cuộc vẫn không thoát khỏi định mệnh. Kể cả em nhé, em không còn sống lại được tuổi học trò. Và anh thì tuổi trẻ đã qua rồi. Anh là chỉ có tuổi trẻ. Việc này có bao giờ chỉ nghĩ rằng sẽ có ngày hai đứa mình chúng đi đâu đấy thật xa xa cái nơi loạn lạ là hy vọng những cái gì mà sống che.